Vào sáng ngày 28 tháng 4, thì Ngân hàng OCB đã tổ chức Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2021 với nhiều nội dung quan trọng về kế hoạch kinh doanh chia cổ tức, tăng vốn điều lệ. Cho biết trong cuộc họp, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết 2020 là một năm có nhiều thách thức với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Tuy nhiên, với những chiến lược kịp thời và thích ứng nhanh nhạy, OCB đã tiếp tục hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng 37% so với năm trước, đạt 4.419 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch. Ngân hàng đã vươn lên top 2 trong các ngân hàng thương mại cổ phần về tỷ suất lợi nhuận bình quân ROAA và ROEA, lần lượt đạt 2,61% và 24,42%. Top 10 các ngân hàng thương mại cổ phần về lợi nhuận trước thuế và top 4 ngân hàng hiệu quả nhất Việt Nam do Forbes bình chọn. Đầu năm 2021, ngân hàng thành công đưa cổ phiếu OCB niêm yết trên sàn HOSE, đưa giá trị vốn hóa của OCB đạt trên 25.000 tỷ đồng. Hiện tại, OCB có hơn 9.000 cổ đông so với mức 4.000 cổ đông vào thời điểm bắt đầu niêm yết. Điều này cho thấy sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư đến cổ phiếu OCB. Ngoài ra, Chủ tịch OCB cho biết năm 2020 cũng đánh dấu bước nhảy vọt của ứng dụng ngân hàng số OCB Omni với số lượng khách hàng tăng 66%. Số lượng giao dịch trực tuyến tăng trưởng 250%, tỷ trọng số lượng giao dịch trên OCB Omni trên tổng giao dịch đạt 83%. Liên quan đến chuyển đổi số, ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc OCB cho biết. Không phải là 2 năm đâu mà thực ra bọn mình mất tới đến bây giờ là năm thứ tư rồi. Tức là làm cái hệ thống quy trình nội bộ dựa trên một cái ứng dụng nó gọi là BPM của IBM. Sau một năm triển khai thì nó hoàn tất. BPM chính là cái môi trường để đưa các cái quy trình lên số. Thì khi phê duyệt giao diện số nó có rất nhiều cái lợi. Cái lợi đầu tiên ấy là quản lý được performance rất tốt. Cái vấn đề thứ hai là nó có một cái rất là thú vị là khi đưa lên số thì mọi người sẽ được nhìn nó rõ ràng hơn. Và lúc ấy mình mới phát hiện ra là tại sao lại có cái bước này, tại sao lại có cái bước kia. Và mọi người sẽ tự đặt câu hỏi và tự cắt các cái bước không cần thiết. Thêm một cái nữa là cái quy trình giấy ngày xưa nó có một cái ác là như này. Tức là các bạn phải cầm chạy đi vòng khắp nơi và gặp người này người khác, thì những cái đấy nó tưởng như là không có mất thời gian, nhưng cái đấy nó tốn rất nhiều. Và hiện nay sau khi mà số hóa được 4 cái quy trình cơ bản và cỡ khoảng 12 quy trình khác lên hệ thống ấy, thì chi phí hoạt động của ngân hàng OCB năm 2020 so năm 2019, nếu như mọi người để ý, là nó giảm luôn cả về số tuyệt đối nữa, nó giảm đâu như 5-10% về số tuyệt đối. Dựa trên những kết quả khả quan năm 2020, Hội đồng Quản trị trình Đại hội Cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, lợi nhuận trước thuế đạt 5.500 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2020 và mục tiêu cổ tức 20-25%. Để đạt được những mục tiêu 2021, ngân hàng cho biết sẽ tập trung vào mảng bán lẻ và các phân khúc ưu tiên, tối ưu hóa về công nghệ, đẩy mạnh sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, triển khai nâng cao hệ thống quản trị rủi ro theo chuẩn mực nâng cao của Basel II và đẩy mạnh hợp tác chiến lược với các đối tác quốc tế để huy động vốn giá tốt. Đại hội cổ đông cũng xem xét thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 10.959 tỷ đồng lên 14.449 tỷ đồng, tương đương tăng 32%. Việc tăng vốn dự kiến được thực hiện qua 3 hình thức: phát hành gần 274 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25%, bán ra khoảng 5 triệu cổ phiếu theo chương trình ESOP và chào bán riêng lẻ 70 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.